Đức Đại của kênh cây giống nông nghiệp 4.0 xin được giới thiệu về giống cây chay nhé. Đây là giống chay đỏ được nhân giống bằng hình thức gieo hạt. Cây đang sinh trưởng khỏe mạnh và rất là tơ mỡ nhé. Bầu rễ chắc chắn. Cây có chiều cao từ 15 cho đến 25 cm tùy từng cây. Ngoài cái hàng cây chay giống này ra thì nhà vườn Đức Đại còn có cái hàng cây chay nhỡ nhé. Hoặc là cây choai, nó có rất nhiều kích cỡ, nó tùy thuộc vào từng thời điểm nhé, nên là quý bà con cũng như quý khách hàng quan tâm thì vui lòng liên hệ qua Zalo cũng như gọi điện thoại trực tiếp đến hai đầu số đang hiển thị ở trên màn hình để biết thêm chi tiết nhé, và được xem những cái gọi là hình ảnh cây nó tại một mỗi 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 một cái thời điểm nhé. Nhà vườn Đức Đại thì quay quay hình ảnh bán lên kênh YouTube thì nó chỉ là một một thời điểm nhất thời thôi. Còn quý bà con quan tâm thì vui lòng là liên hệ trực tiếp tại thời điểm đó để được xem cũng như được tư vấn chi tiết về kích cỡ cũng như là mẫu cây mà hiện tại nhà vườn có nhé, để mà cung cấp với quý bà con, quý khách hàng nhé. Thì nói về cây chay thì nó có hai loại, một loại chay đỏ hay còn gọi là chay tím và một loại là chay xanh hay gọi chay vàng ấy. Thì cái hàng chay xanh chay vàng thì nhà vườn Đức Đại sẽ không nói ở cái video này, mà nhà vườn Đức Đại sẽ nói về cái dòng chay đỏ chay tím. Thì cái dòng chay đỏ chay tím này thì nó là một cái dòng cây hay là còn gọi là cây chay, giống cây chay thì nó là dòng cây đặc hữu của Việt Nam chúng ta. Đấy. Có nó là dòng cây thân gỗ lâu năm tại Việt Nam, thường xuất hiện ở những cái tỉnh vùng núi phía Bắc. Cây chay là một loại cây sống lâu năm, thân gỗ mọc thẳng. Những cây mọc ở tự nhiên thì có chiều cao trung bình từ 10 cho đến 15 mét. Cây khá là dễ trồng và chăm sóc. Cây chay có thể được trồng bất kỳ thời điểm nào trong năm nhé. Nhưng nhà vườn khuyến khích quý bà con cũng như quý khách hàng cũng là trồng vào những cái thời điểm mà mưa nhiều, đầu mùa mưa hoặc là khí hậu ôn hòa, độ ẩm lớn thì chúng ta trồng. Thứ nhất là bớt được cái công chăm sóc, cái thứ hai là bớt đi được cái tỷ lệ hao hụt của cây giống nhé. Cây chay thì nếu mà chay giống này chúng ta trồng đến năm thứ năm thứ sáu thì bắt đầu cây chay nó sẽ cho hoa nhé. Thì hoa nó của nó sẽ rơi vào từ tháng tháng 3 cho đến tháng 4. Và sau đó thì cây chay thì trên một thân cây thì nó sẽ ra cả hoa đực lẫn hoa cái luôn. Và sẽ đến từ tháng 7 cho đến tháng 9 thì bắt đầu là sẽ cho thu hoạch quả nhé. Quả chay thì chúng ta có thể là thu quả quả chín bán ra thị trường để bán quả ăn nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể bán quả khô bằng hình thức là quả nó chín, nó ương thì chúng ta hái xuống và chúng ta lát, thái lát mỏng, phơi khô và chúng ta sẽ bán để sử dụng trong mục đích là dùng để làm các vị thuốc trong đông y nhé. Ngoài ra thì quả quả chay chay đỏ mà khô này ấy, thì còn được sử dụng để mà làm gia vị cho những cái món ăn đấy, ví dụ như là dùng để làm canh hoặc là kho cá vì nó có cái vị chua mà nên và vị chua thanh và hơi ngọt ấy, nên là được rất là nhiều quý khách hàng cũng như là quý bà con thưởng thức và cảm thấy là nó rất là hợp với khẩu vị của mình, thường xuyên ưa chuộng cái dòng chay khô để mà nấu canh này nhé. Ngoài ra thì cây chay nó còn có một cái tác dụng to lớn nữa là nó là trong đông y ấy. Họ đã khẳng định rằng cây chay nó có rất là nhiều tác dụng trong đông y, nên là từ cả quả này, lá rồi là vỏ cây cho đến rễ đều được thu mua và có một cái giá trị kinh tế rất là ổn định nhé. Tại thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều bà con gọi điện thoại cũng như là nhắn tin đến Zalo tìm hiểu về Zalo của Đức Đại nhà vườn ấy, để tìm hiểu về giống cây chay. Thì nhân tiện đây thì nhà vườn Đức Đại chuẩn bị xuất một cái 2.000 cây chay giống cho khách hàng, thì tiện đây thì cũng làm cái video giới thiệu cho quý bà con cũng như quý khách hàng được biết. Ngoài ra thì nhà vườn Đức Đại có rất là nhiều kích cỡ khác nhau, với cả là cách trồng và cách chăm bón ra sao thì cây chay này nói thật là nó cũng nó tùy vào cái mục đích mà chúng ta trồng kinh doanh như thế nào, đúng không ạ?
Nếu mà chúng ta trồng để mà kinh doanh lấy quả thì bán quả, bán lá rồi bán rễ thì chúng ta sẽ trồng với khoảng cách từ 5 cho đến 7 mét. Còn chúng ta trồng nhằm mục đích là bán cây, bán cây, bán thân cây đấy, bán cây choai, cây sân vườn rồi là cây chuẩn bị trưởng thành hoặc cây trưởng thành đấy. Để mà làm cây công trình các thứ thì chúng ta có thể là ươm với khoảng cách nó gọn hơn, thì tùy vào cái mục đích mà chúng ta kinh doanh đúng không ạ. Thì cái giá thành của cây chai giống thì nó cũng tùy thuộc vào cái kích cỡ cũng như là kích thước của bầu cũng như là của thân cây nhé, nên là quý bà con cũng như quý khách hàng chúng ta nên lưu ý một chút. Nhà vườn nước đại thì có rất là đa dạng về kích cỡ cũng như là kích và về về chủng loại, nên là quý bà con yên tâm khi gọi điện thoại cũng như là tìm hiểu về cây chay cho với nhà vườn nhé. Thì nói thêm một chút nữa là cây chay ấy, thì quả chín của nó ấy, thì ăn này nó có vị ngọt thơm và hơi chua một chút chút đấy. Bên trong nó có hạt rất là to, thường thì bên bên trong ruột nó sẽ là màu chay đỏ thì nó sẽ là màu 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 đỏ, khi chín nó nhũn thì nó chuyển sang màu hơi 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 đỏ đậm một chút hoặc là tím tím. Từ xưa đến nay thì cây chay ở trong dân gian thì được sử dụng như sử dụng cho đời sống hàng ngày của người dân thì nó rất là đa dạng và được phục vụ cho sức khỏe, chăm sóc sức khỏe rất là tốt, từ cả việc cung cấp thực phẩm cho đến việc tạo ra những cái bài thuốc ấy, tạo ra những cái vị cho những cái bài thuốc đông y rất là tốt luôn đấy. Mà cây chay nó là dòng cây ở Việt ở ở các tỉnh miền núi phía Bắc ấy, nên là cây nó rất là hợp với cái thổ nhưỡng cũng như là cái khí hậu của Việt Nam chúng ta. Hiện tại thì được rất là nhiều tỉnh các khách hàng ở rất là nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, thậm chí là miền Trung cũng trồng và đem lại một cái nguồn thu nhập rất là ổn định luôn. Không những là cung cấp cái sản phẩm từ cây chay ở trong nước mà còn được xuất khẩu ra những cái nước lân cận, ví dụ như Trung Quốc rồi là Lào rồi là Campuchia, họ cũng rất là ưa chuộng những cái sản phẩm đem đến từ cây chay này của chúng ta nhé. Thì Đức Đại cũng nói sơ sơ một chút về cái lợi ích mà cây chay mang đến thôi, còn cái quy cách mà chúng ta trồng thì như lúc nãy thì Đức Đại cũng nói rồi. Tùy vào cái mục đích mà chúng ta kinh doanh cây chay thì chúng ta trồng cái khoảng cách nó như thế nào đúng không ạ. Thì trồng cây thì nó cũng như những cái kỹ thuật trồng cây khác thôi, chúng ta đào hố tầm khoảng 5-60 phân rồi bỏ phân chuồng ổ mục cũng là thêm một chút vôi bột xuống để ngăn ngừa cái việc là cái phân nó phân hủy ấy, nó tạo ra cái nấm mốc làm mà ảnh hưởng đến bộ rễ của cây. Và chúng ta trồng sau khi chúng ta bốc bầu trồng thì chúng ta cần phải cắm cây định hình. Nếu mà chúng ta trồng để mà sử dụng cây bán cây công trình, cây cảnh quan ấy, muốn cái thân cây nó có độ thẳng nhất định ấy, thì chúng ta nên nẹp cây hoặc là cố định thân thân cây lại. Thì sau khi mà chúng ta nẹp như vậy thì cây nó sẽ thẳng và trông nó sẽ đẹp mắt hơn. Thì cái khoảng trồng thì sau khi 5 đến 6 năm sau thì cây nó bắt đầu nó sẽ cho hoa và kết quả. Và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập rất là tốt luôn. Đó. Trên đây là một số những cái kỹ thuật cây chay thì nói thật là nó cũng khá là nó không ưa nước lắm, nhưng mà cái lượng nước mà chúng ta cây nó cần ấy, nó cũng khá là lớn. Nên là chúng ta cũng phải lưu ý một chút là để mà trồng cây chay làm sao cung cấp cái lượng nước nó đủ để cho cây nó phát triển. Tránh trường hợp là kéo dài cái thời gian sinh trưởng của cây. Thì trên đây là một số những cái kỹ thuật cũng như là cái thông tin ưu điểm của cây chay ruột đỏ mang đến cho người trồng. Thì nhà vườn Đức Đại cũng rất mong được quý bà con cũng như quý khách hàng quan tâm và ủng hộ. Thì mọi thông tin thắc mắc cũng như là liên hệ mua hàng thì vui lòng quý bà con cũng như quý khách hàng gọi điện hoặc nhắn tin đến hai đầu số đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Hai đầu số trên cũng đang có cả Zalo nữa.
kết nối Zalo thì để có thể xem hình ảnh cây trực tiếp. Còn bây giờ thì Đức Đại cũng xin được kết thúc cái video của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cũng như quý khách hàng trên ở những video tiếp sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.